Xin chào các bạn đến với khóa học tin học căn bản miễn phí. Hôm nay là ngày số 4, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt ngôn ngữ tiếng Việt cho Windows 7. Thì có khá nhiều người bắt đầu sử dụng Windows ấy, thì ngôn ngữ tiếng Anh không phải là ngôn ngữ phổ thông đối với họ, thì việc sử dụng cực kỳ khó, đúng không? Thì Microsoft cũng hỗ trợ cách triệt để, và họ cũng có những gói ngôn ngữ tiếng Việt hay những ngôn ngữ khác tùy thuộc vào vùng miền, đất nước, đúng không? Thì cái ngôn ngữ tiếng Việt thì là một trong những ngôn ngữ được hỗ trợ bởi Microsoft. Thì về cơ bản là khi chúng ta cài lên ngôn ngữ tiếng Việt cho Windows 7 thì nó sẽ hỗ trợ những cái dịch dịch sang ngôn ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Việt đấy, cho những phần mà nó phổ thông nhất, chứ không phải phần nào nó cũng dịch nhá, còn phổ thông những cái căn bản nhất mà mọi người thường hay sử dụng đấy. Thì trong video hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và sử dụng. Thì tôi khuyến cáo các bạn chỉ sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt này trong giai đoạn đầu thôi, có nghĩa là khi giai đoạn đầu bạn mới tiếp xúc với Windows, bạn chưa, hoặc là tiếng Anh của bạn cũng hơi yếu một chút thì bạn nên sử dụng. Còn sau khi bạn đã sử dụng được một thời gian rồi, bạn thành thạo, bạn quen rồi thì bạn nên sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh thì nó sẽ tốt hơn, đúng không? Ok, rồi chúng ta bắt đầu nhé. Đây là Windows 7 của tôi này. Thì trước tiên để cài đặt ngôn ngữ tiếng Việt thì bạn phải download thêm một cái gói ngôn ngữ mặc định thì là Windows 7. Sau khi bạn cài đặt thì nó không hỗ trợ cái gói ngôn ngữ tiếng Việt này. Nó chỉ hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Anh là mặc định thôi nhé. Thì bạn mở trình duyệt lên, bạn truy cập vào đường link của Microsoft này và download ngôn ngữ. Thì cái link này cũng khá dài và tôi sẽ để đường link ở trong cái phần miêu tả của video nhé, các bạn để ý. Ok, sau khi các bạn truy cập vào trang microsoft.com và đến phần download ngôn ngữ tiếng Việt Windows 7 này, thì ở đây chúng ta sẽ có, ở đây các bạn để ý này, ở trong đây rất nhiều ngôn ngữ được hỗ trợ nhé, đâu đó phải tầm độ 20-30 ngôn ngữ đấy, tôi cũng không đếm chi tiết nhưng là khá nhiều đấy. Thì bạn lựa chọn ngôn ngữ tiếng Việt rồi này, sau đó bạn ấn tải xuống. Thì ấn tải xuống ở đây sẽ có hai phiên bản 64 bit và phiên bản 32 bit. Thì để tìm hiểu được cái để phân biệt được đâu là phiên bản 64 bit, phiên bản 32 bit phù hợp với Windows của mình ấy, thì các bạn làm như nào? Ok, tôi hướng dẫn luôn. Trong video trước tôi hướng dẫn rồi, video này tôi sẽ hướng dẫn lại nhé. Các bạn thu này xuống này. Các bạn để ý các phần My Computer. Kích chuột phải. Chọn Property. Rồi, các bạn để ý là ở trong phần thông tin của Windows này nó sẽ có cái phần là System Type là 64 bit, Operating System, có nghĩa Windows của tôi đều version là 64 bit. Ok, rồi thì tôi back lại cái phần này, vậy tôi sẽ select cái bản là bản 64 bit thôi, rất đơn giản đúng không? Bạn kích vào nút Next và chờ tải xuống thôi. Ok, mở nó lên. Ok, sau khi tải xong thì bạn kích vào đây, cài đặt. Bạn cứ để đường dẫn mặc định này thôi. Ngôn ngữ tiếng Việt lựa chọn rồi. Next. Chuyển I accept the license term. Bạn có thể đọc 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 những cái điều khoản ở đây nhá. Nhưng chẳng cần đọc làm gì đâu. Cứ chọn I accept thôi. Next. Đọc cái này cũng được này. Khi bây giờ nó đã hiển thị ngôn ngữ tiếng Việt đây rồi này. Bạn next tiếp và đợi cài đặt thôi. Bạn để ý trước khi cài đặt nhé, trước khi chúng ta cài đặt ngôn ngữ tiếng Việt đó thì đây tất cả những phần này là tiếng Anh hết này, đúng không? Bạn kích nút Start này cũng toàn tiếng Anh hết đúng không? Lát nữa bạn cài đặt tiếng Việt thì những cái phần như này nó sẽ thành tiếng Việt. Thì về cơ bản là không phải khi dịch sang tiếng Việt đấy, có 5 cái nó cũng không chính xác cho lắm, nên là mình không khuyến cáo các bạn sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt nhé. Rồi bây giờ bạn ấn nút Next. Bước này bạn sẽ chọn là ngôn ngữ nào để hiển thị, đúng không?
Hiện tại là hiển thị current là mình đang sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh. Bạn ấn vào tiếng Việt. Ok. Bạn ấn vào nút Apply Display Language to Welcome Screen and System Account. Nó sẽ hiển thị luôn cả cái ở chỗ màn hình Welcome lúc bạn khởi động Windows ấy. Thay đổi hết cái ngôn ngữ tiếng Việt của bạn luôn. Tôi sẽ ấn nút nha. Change Display Language. Tiếp đó bạn phải restart lại Windows, khởi động lại Windows thì nó mới update lại ngôn ngữ cho bạn nhé. Tôi khởi động luôn. Restart. Đấy. Bây giờ nó là hiển thị chào mừng cái này. Ok. Bạn để ý có một vài những cái thành phần cơ bản là đã đổi này, ví dụ là máy tính này. Computer đổi thành máy tính này, mạng network thành mạng này. Recycle bin thành thùng rác này. Control panel thì là panel điều khiển này. Đấy. Ok. Ấn nút start nào. Bắt đầu nhé. Đấy. Tài liệu hình ảnh nhạc trò chơi máy tính đổi hết sang tiếng Việt rồi. Ok, ở đây xem nào. Ở đấy tất cả thành tiếng Việt hết đúng không? Thì ở đây bạn để ý này, phần tiếng đây là vẫn tiếng Anh đúng không? Thay đổi ngày giờ chứ nó thay đổi bàn phím và các phương tiện khác này, ngôn ngữ này, tiếng Việt đúng không, dạng thức. Đây cái này mình sẽ đổi ra này, dạng thức để sang tiếng Việt đi. Vietnamese đấy, áp dụng xem nào. Đấy, khi bạn đổi sang Vietnamese nhé đúng không, thì ở đây nó sẽ đổi sang là chiều này đúng không, tháng 11 đấy, ok đúng không, vị trí này bạn có đổi sang Việt Nam thôi. Áp dụng bàn phím và ngôn ngữ, đổi bàn phím, bàn phím thì Vietnamese. Ok đúng không, tôi tạo cái logo này lại này, mở cái này lên xem có folder nó đổi chưa, ổ đĩa cứng này, thiết bị bộ nhớ và tháo lắp được đấy, nó cũng thay đổi hết rồi đúng không. Ok. Và phần này người dùng này, tập tin chương trình này đúng không. Đấy, kích chuột phải, các menu ngữ cảnh nó cũng đổi hết sang tiếng Việt này này, biểu tượng lớn, biểu tượng rất lớn, lớn trung bình, biểu tượng nhỏ, chi tiết. Ok, sắp xếp theo tên, sửa. Ok, làm tươi, chia sẻ, mới, thuộc tính, rất hay đúng không. Tôi tạo mới một cái folder cho nào, cặp mới, nó gọi là đặt cặp mới đấy, new folder, đặt cặp mới, cái gì cũng rất buồn cười đúng không. Đấy, chuyển phải nó thành tiếng Việt hết. Ok, cũng hay, nói chung là cũng hay, xóa đi thôi. Thì bây giờ nói chung là chỗ này cũng thành tiếng Việt này tất cả, thì nó cũng không hay lắm nói chung đâu, nhìn cũng không, không quen mắt. Những người mới thì chưa biết về Windows thì nhìn cái này còn cũng được, chung là như tôi hay dùng tiếng Anh thì nhìn đây nó không quen mắt lắm đúng không? Vậy khi bạn đã đổi từ tiếng sang tiếng Việt rồi, có cách nào chúng ta đổi về tiếng Anh không? Câu trả lời là có nhé. Thì đổi thì bạn sẽ làm như nào? Mình sẽ vào Control Panel. Ở đây có rồi này. Nếu không bạn vào Start nhé. Panel điều khiển thế này. Bạn ấn vào chỗ đồng hồ và ngôn ngữ và vùng. Chọn cái dưới đi. Chọn cái đây đi. Thì ngôn ngữ hiển thị. Bạn sẽ chọn là tiếng Anh. Đúng không? Áp dụng. Ấn suốt ngay thì nó sẽ tự động thay đổi đúng không? Còn bây giờ mình sẽ để sau. Dạng thức này tôi cho về tiếng Anh thôi, tôi không để tiếng Việt nữa. United States. Rồi. Vị trí để United States.
bàn phím ngôn ngữ, tôi cũng đổi bàn phím về tiếng Anh thôi. Để tôi ấn OK. OK tiếp. Close này đi. Và tiếp đó tôi phải làm gì? Tôi phải khởi động lại thôi. Restart. Khởi động lại. Ta đợi một chút nha. Chỗ này vẫn chào mừng, vẫn vui lòng chờ. Bây giờ bên trong này đổi thành tiếng Việt này, à, tiếng Anh gì này. Wow. OK. Lại về như cũ rồi đấy. OK. Vậy tôi sẽ kết thúc video tại đây. Thì sau khi bạn xem video này, bạn đã biết cách là download, sau đó cài đặt cái gói ngôn ngữ tiếng Việt cho Windows 7, đúng không? Thì cái gói ngôn ngữ tiếng Việt cho Windows 7 này khá phù hợp với những bạn nào mà mới tìm hiểu về Windows và những bạn có cái ngôn ngữ tiếng, có trình độ tiếng Anh cũng chưa tốt lắm, thì các bạn sử dụng cái phần ngôn ngữ tiếng Việt thì rất phù hợp cho các bạn tìm hiểu, đúng không? Sau khi các bạn tìm hiểu và đã thành thạo với Windows rồi thì mình khuyên các bạn nên sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh vì nó khá phổ biến, và mình dùng ngôn ngữ tiếng Anh thì mình dùng các máy khác thì nó cũng đã bị lạ lẫm, đúng không? Nó bị lạ với những cái thuật ngữ, những cái ký hiệu bằng tiếng Anh, đúng không? OK, thì mình hy vọng video sẽ hữu ích cho các bạn và chúc các bạn vui vẻ, và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Bye bye.